răng này trên đấy nó dày rồi. Nguy hiểm nha. Alo. Dạ. À xong nhưng mà ảo thuật em con bánh sô cô la. Mong cô chú anh chị mình bánh sô cô la. Rồi nãy giờ em nguyên tháng diễn ảo thuật nhưng mà vui thôi. Gọi là cho tiếng cười thôi. Nếu có gì xong mong cô chú anh chị bỏ qua. Dạ. Mình đang xin anh. Xin xin đó. Bởi vì ba chưa uống, nay được diễn mà mới tặng chú coi nè. Lấy cái ống hút. Không thiệt giờ không. Thiệt khó lắm. Thôi em đã nghiệp anh lắm. Cảm ơn em nha. Tại vì ông hút quải cái khác ông hút. Con diễn thêm một hai mặt có vui chú cái ảo thuật lẹ, đôi tay lẹ lắm. Được, được, được. Diễn cho chú xem màn nữa. Lâu quá chưa diễn màn này, sư phụ dạy mà. Trong 6 tháng nay chưa diễn, nửa năm chưa diễn màn này luôn. Giờ gặp chủ người diễn được phải không? Chú người diễn lại năm nay. Lên rất là lâu lắm luôn á, bây giờ đây là có này 1, 2, giấy, cho chú xem luôn, giấy luôn, giấy trắng. Chắc chắn đúng không? Bây giờ diễn vui thôi nha. Cái ảo thuật là phải lẹ, đôi tay lẹ. Tay mày thôi, mày là tay lẹ thôi. Giữa con tay mày kẹp đi. Không, không kẹp luôn. Đây cho tí thôi. Đây nè, đó. Giấy nè, thì bây giờ đây có 1, 2, 3, 4, 5 tờ giấy đi ha. 4 tờ giấy đi. À, 5, lâu quá không diễn. 5 tờ giấy chú ơi. Thì bây giờ đây có 5 tờ giấy. Cũng mới là cà na xí mùi cái nè. Để lại cà na xí mùi. Con nhảy các chú. Rồi cho con mượn ba cái trái của chú thôi. Một đôi tay hay nha, kỹ xảo. Tiền không, cái này có 1 đô à, nếu mà cái này 1 tờ mà 100 đô là 1 tái giao tối. Ngon, tối nay khỏi đi bán luôn á. Đây có mấy tờ, chú ơi, chú ơi. Mấy tờ, 5 tờ. Có 5 tờ. 5 tờ như 1 đô, lựa ra có 20 ngàn, chú ơi, mười mấy ngày hả? À, đủ, 10 ngàn, nhưng mà giờ 1 đô này, ý là 1 đô là lựa ra được 20 ngàn. Giờ vỗ lại, thay vì về trắng nữa. Vậy sao được, thành tiền rồi, uổng, vỗ lại uổng lắm. Không, mày giấu dài rồi, thì mày giấu thế, chú giấu đó. Khác rồi đúng không? Thế được không chú? À, ok. Thôi, mọi buổi tối thì chú chịu xài, uống đó chú ha. Tao mà chú mời mày gái. Hai đứa cháu mình 50-50 này, con mời mày mấy chú luôn nè. Quay, mày quay. Thì rồi con rót cho chú cho. Đó, con chúc mấy chú luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Đã. Con Nguyễn Thắng, có tiệc alo con á. Con đưa gửi chú ba cái, ba người. Quá, xin chào. Bây giờ chú hỏi mày cái nè. Vừa rồi có thằng đó, thằng mày trong ngày ảo thuật rồi đúng không? Dạ. Có thằng nó cho cái thằng cái đen nó bay lên nóc nhà à. Thằng đó sao? Không vậy mà. Dạ. Bay lên nóc nhà phải không? Mà ví dụ chú nói sao là con là người da đen đi. À. Tao cho mày bay lên trên nóc nhà tao á. Mà ở đâu? Ở trong TV mà người ta diễn vậy không? Ừ, đúng rồi. Biểu diễn người ta có chuẩn bị sẵn đó. Được. Giờ con có thể bay lên nóc nhà trong vòng 5 nút nhạc. Là chú đếm 1, 2, 3, 4, 5 là con chú nhắm mắt lại thôi. Ở trong lúc đó là có cái hầm dưới này nè. Là cái hầm mà con không nói chú thấy đâu, con không chỉ chú biết. Chú bị sẵn và con từ cái hầm đó con chạy 1, 2, 3, 4, 5 chạy lên đó được. Chú bị ghê lắm. Một tiếng một của người ta là ở Việt Nam mình là phải 50 triệu đến mấy trăm triệu một tiếng một á. Đúng rồi, nó nói anh nhắm mắt à. Nó nói anh nhắm mắt nè. Cái hầm là vậy nè. Hầm á là người ta khui một cái lỗ hầm vậy, giống như ống nước chạy đó. Nước chạy từ đây chạy lên cái nhà đó. Là có cái lỗ, cái bậc thang này người ta chạy lên chứ không phải là tự nhiên đi đâu. Chú nghĩ nè, ảo thuật là giả thôi, không bao giờ có thể. Thì đúng. Nhưng mà cái đó là cái còn để nó suy nghĩ ra mày, nó nghĩ ra, nó nghĩ ra. Đúng rồi, giống như cái phần này nè, để con diễn cho chú xem tại sao con diễn được cái phần này. Cho chú xem nha. Đây đứng đây cho hai chú xem nè. Chú đừng nói hết nha chú. Rồi. Chú tại sao nè, ví dụ đây là cái hột đậu thôi nha. Một hột đậu. Bây giờ nè, một hột đậu nha. Umbala. Chú thấy tay nhà. Tay nào có hột đậu. Chú cứ đoán thôi không sao. Chú đoán thấy chú thấy á. Tay này đúng luôn rồi đó. Thì bây giờ làm lại thêm lần nha. 1 2 lắc tay nhẹ cái nữa tay nào. Không, cái này bình thường thôi, tao hỏi mày tao đang không chưa, con diễn bây giờ bình thường này rồi, tay này. Bây giờ nè, 1, 2, và Umbala, cà na xí mũi, tay nào? Không tay nào có luôn. Có tay nào vậy đó, chú biết thật ra biết ở đâu mà biến mất được không? Con hướng dẫn lại chú này, con lẹ lắm nè. 1, 2, nè nhìn nhìn lên lòng tay con này, nhìn đi. Và nhắc quan người khác. 3. Đúng rồi, giống như ảo thuật cũng vậy đó. Chú ở đây. Không, chú đang nói đây, vấn đề không phải nào thật đó. Dạ.
mà vấn đề con người nó bay không, không có bay bay cái gì, cái bàn nãy nó chéo lên lên không, còn này cái bàn đó là không, không bay mà cái bàn điều khiển lộ điều khiển nó ok rồi, nhưng mà thấy là con người mà dạ con người nó bay trời. Nó quay video cho chú thấy không, gọi là lên trên YouTube hay là lên trên TV truyền hình đúng rồi, thực tế là mà không dặn chú ơi dám nhận dạ. Chú ơi, con bố câu này trong phòng bay bố câu thiệt ờ bố câu thiệt bay thiệt hơn cậu nó không nằm trong không nằm trong phòng bay đúng rồi, con biến con ảo thôi, con giả thôi, con nhanh tay thôi à, con lấy chỗ nào con lại lắm, con lấy được cái tay áo này được, lấy làm được từ cái áo đó này à, giống như quá trong ở cái chỗ nãy giờ cho con chưa diễn cho chú xem phần này phải không ảo thực giá là đúng cái ảo của con hay lắm nè à. Cho con mượn bằng cái phải của chú thì cái lẹ 1, 2 cái trực tiếp này nó mới hay cũng mới là cà nát đó tự nhiên coi coi mới lẹ thôi cái lẹ cái mà bay là người ta dàn dựng sẵn dàn dựng hết người ta nói nhỏ với chú ơi bảy bảy cái gì đấy thứ nhất nè tao biết là dàn dựng rồi chứ mày bị giải thích cho tao thôi bây giờ con gà với chú nè thứ nhất là có một cái cần cẩu người ta khi mà người ta cẩu lên người nó bay thì ra là bay á lên mà gọi là lên Photoshop á rồi người ta cắt video á người ta xóa cái dây thôi xóa dây cáp á chú đừng nói hết nha bị ảo thuật biểu diễn để cho người ta coi trên video thôi chứ không phải là người trực tiếp coi đâu này đâu đâu mẹ cái dân người ta ở dưới hàng ngàn người ở dưới ngàn biểu diễn nó nhỏ thôi ngàn người là của cái ảo thuật gia đó luôn chú không tin người có ảo thuật gia người đó người ta chủ yếu là bán view trên video đúng. Chứ không phải là người con này cái này mày hay mà ông bố à cái trời này mà khi nào mà chú thấy mà ảo thuật gia đứng đây mà con đứng đây mà con bay lên nè thì mới làm hết thằng đó là vậy luôn đó đấy anh coi video anh coi trên video có sân khấu có lên rừng dàn dựng hết rồi người đó của ông đó hết đó làm gì có lúc chứ con chơi vào nghề ảo thuật nó sâu ghê chứ đời ông này chẳng kiếm nhiều tiền nó bay dữ ta khi bước vào ảo thuật mới biết hôm cái này dàn dựng hết đó con cái này cũng dàn dựng có sân khấu con dựng dữ con cũng nghề hết chú chưa biết rồi còn nhiều màn lắm cái kỹ xảo đôi tay đó tại sao cái này nè ví dụ đây là hộp xí ngầu của con nha hộp xí ngầu nha chú 1, 2 cô chú nhìn kỹ nha khi lắc tay nhảy cái úng ba la trực tiếp luôn nè không cái này mà nhanh tay nhanh chân thì ta biết rồi đúng tay nhảy nhanh tay nhanh chân trực tiếp còn cái kia là dàn dựng video video người ta xóa video còn người ta Photoshop á công nghệ khi nào con chú lên Nguyễn Thắng đi à, chú lên Zalo con đi có số điện thoại con á hai chú tao chú có chơi Zalo không hay là Facebook gì không chú vô vào Nguyễn Thắng đi kết bạn với con rồi con video qua video người đó cho chú coi đừng có lồ ra đừng lồ lộ ra không hay chú chị nói cho nó mờ mờ ảo nó mới có làm được như vậy là tuyệt vời rồi anh vui hả chú thấy được không chú à được rồi còn nhiều màn được lắm thôi diễn thêm màn cho nó được cái đi à biểu diễn đi màn đó nha là gì chú có tiền 100 ngàn không 100 ngàn bên mai không bây giờ con diễn nè à. Cái này trực tiếp không cái này là cái kỹ xảo đôi tay thôi chứ không có ngoài là cái video có con diễn chú xem lâu rồi ít diễn lắm kỳ xưa là con màn này tung hành thành phố Hồ Chí Minh này mà 178 chú ơi 178 đúng rồi đúng không 178 nha chú nhìn kỹ đó thì bây giờ đây là cho tiền còn nguyên không có bị rách rời hay là bị gì đó bây giờ con đâm hy sinh tiền anh chú à hy sinh 100 một phí 2 và khi đâm lũng à và con đâm lũng từ bên này sang bên này nha phí á gọi là xuyên luôn á không phải là nhanh tay mà này là kỹ xảo khi mà đâm lũng từ bên này sang bên này lắc tay nhà cái đâm lũng quan trọng kỹ xảo diễn cái lục chưa có 5 châm cái này chạy cái này chắc khi viết có 5 châm nó kéo đi kéo lại là chạy theo à không hy sinh luôn nha chú không sao chú à không sao hy sinh về nghệ thuật nha chú không nhiều lúc qua sai được không không sao không sao đâu 1, 2 chú thổi giùm con nhà các chú cảm ơn chú đấy đây là như cũ không cho đi mất bỏ cái túi nha cho tiền còn nguyên mà chú ơi được nói vậy là 100 ngàn mua được 10 bánh sô cô la con á buồn lắm ba đó buồn á không thấy kỳ xảo được không chú quan trọng là kỳ xảo người diễn thôi khi viết nó có hai đoạn 5 châm nó hít vào nhau con luyện lẹ lắm chú phải luyện cái cơ sở như vậy chú phải tự tập chú tay nhanh thôi tay nhanh và cái suy nghĩ của chồng nhớ nhớ có số điện thoại con chú alo con nha chú mấy chú nó là mấy chú ở quận 7 mà con nhớ liền à chú gặp vô cái nước cổ thôi nhưng mà luyện con ấy là không phải đi chú gặp hai ba lần rồi dạ con nhớ chú rồi đó
Nhưng mà tôi nằm ở chỗ nhưng mà ngay khúc này nè. Nhớ. Đấy chú chứ con vui không? Con còn con nhiệt tình nhắn tới rồi. Mình làm việc của mình nhiệt tình vui vẻ rồi. Mấy chú cảm ơn mấy chú lắm nha. Có duyên gặp lại mấy chú còn diễn nhiều tiết mục nữa. Mà con đi bán mấy chú thì sao? Rồi rồi cái số đi. Dạ, có số điện thoại con á, chú lấy được không? Có không? Chú à, nhớ alo con nha. David Coffee kêu con cái bàn sữa tổ, chú lấy bánh cho chú. Thôi thôi, 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 thôi